chào, rất vui vì được gặp lại các bạn trong một video đặc biệt với chủ đề Việt Nam. Là một người Việt Nam, ai trong chúng ta cũng có một rổ kiến thức về đất nước mình. Hôm nay, VFact sẽ cho bạn thấy có thể bạn chưa yêu và hiểu mảnh đất hình chữ sở nặng như bạn vẫn tưởng. Chào mừng đến với Việt Nam và những sự thật chắc gì bạn đã biết, phần 1. Xe máy là một trong những đặc sản của giao thông tại Việt Nam và nhiều nước đang phát triển. Theo báo điện tử VTV, từ năm 1990 đến năm 2018, số lượng xe máy ở Việt Nam đã tăng khoảng 48 lần, từ hơn 1.209.000 xe lên gần 58.170.000 xe, tương đương với một chiếc xe máy cho mỗi 1,7 người Việt Nam. Theo worldatlas.com, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ sở hữu xe máy cao thứ hai thế giới, với 86% hộ gia đình sở hữu ít nhất một chiếc xe máy, sau Thái Lan với 87%. Về số lượng, Việt Nam sở hữu đội quân xe máy lớn thứ tư thế giới, sau đại gia dân Ấn Độ với 221,27 triệu chiếc, Indonesia với 112 triệu chiếc và Trung Quốc với 68,9 triệu chiếc. Một năm có 365 ngày thì người lao động Việt Nam được nghỉ hợp pháp 11 ngày theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019, bao gồm 1 ngày Tết Dương lịch, 5 ngày Tết âm lịch, ngày chiến thắng 30 tháng 4, Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 1 ngày liền trước hoặc sau và ngày Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 7 tháng 3 âm lịch. Tuy vậy, số dịp thực tế mà học sinh, sinh viên, người lao động và các cô nàng có thể lợi dụng để xin nghỉ học, nghỉ làm hoặc xin đi chơi, đòi quà người yêu dựa trên một thống kê mà VFact đã thực hiện sử dụng ứng dụng Lịch Vạn Niên lại có thể lên tới, bạn đoán xem, 85 dịp khác nhau, trong đó bao gồm 14 ngày Tết, 26 ngày kỷ niệm và 45 ngày lễ hội khác nhau. Đó là còn chưa kể đến sinh nhật, kỷ niệm ngày gặp nhau, thích nhau, yêu nhau hay là ngày vào tù, ngày cưới nữa. Hạnh phúc là một khái niệm vô hình và nhìn chung rất khó để đong đếm. Tuy vậy, dựa trên phương pháp bậc thang Kendro, mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc đã tổng hợp nên các bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới, gọi là World Happiness Report. Một cách dễ hiểu nhất thì một nhóm người đại diện cho mỗi quốc gia được yêu cầu liên tưởng đến một chiếc thang có 10 bậc, với bậc dưới cùng ứng với 0 điểm là cuộc sống tồi tệ, bất hạnh nhất có thể, và bậc thang trên cùng ứng với điểm 10 là cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc nhất. Sau đó họ được yêu cầu đánh giá cuộc sống của mình trên thang đo từ 0 đến 10. Dựa trên điểm trung bình từ kết quả khảo sát, người ta xây dựng nên báo cáo xếp hạng hạnh phúc. Và theo như báo cáo mới nhất năm 2021, Việt Nam là quốc gia hạnh phúc thứ 79 trên tổng số 149 quốc gia được xếp hạng với 5,4 điểm, tăng 4 hạng so với năm 2020. Theo bảng xếp hạng này thì quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là Phần Lan với 7,8 điểm. Ở chiều ngược lại, quốc gia ít hạnh phúc nhất thế giới là Afghanistan với 2,5 điểm. Việt Nam là quê hương của những chiếc cáp treo dài nhất thế giới. Ngày 29 tháng 3 năm 2013, tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên, Lindochai thuộc hệ thống cáp treo Bà Nà ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được công nhận 4 kỷ lục bởi Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, bao gồm kỷ lục cáp treo 1 giây không dừng dài nhất thế giới với chiều dài 5.801m. Cáp treo có độ chênh lệch ga đi và ga đến cao nhất thế giới với 1.368,93m. Tuyến cáp treo có sợi cáp không nối dài nhất thế giới với 11.587m. Và tuyến cáp treo có cuộn cáp nặng nhất thế giới với 141,24 tấn, tương đương với 28 con voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành. Đến ngày 2 tháng 2 năm 2016, cáp treo Phan Xipang nối trung tâm thị xã Sapa lên đỉnh Phan Xipang được khánh thành và tiếp tục được công nhận là tuyến cáp treo 3 giây dài nhất thế giới với 6.292,5m. Hiện tại, tuyến cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất Việt Nam và trên thế giới là cáp treo Hòn Thơm ở Phú Quốc với độ dài 7.899,9m. Ngoài ba cái tên sừng sỏ này thì Việt Nam cũng sở hữu vô số các tuyến cáp treo ấn tượng khác như cáp treo Vinpearl vượt biển Vịnh Nha Trang dài 3.320m, cáp treo Đà Lạt Lâm Đồng dài 2.267m,
cáp treo Nữ Hoàng ở Hạ Long, Quảng Ninh dài 2.222 m, cáp treo Yên Tử dài 2.100 m, cáp treo núi Bà Đen ở Tây Ninh dài 1.847 m, cáp treo núi Tà Cú ở Bình Thuận dài 1.600 m, hay cáp treo Chùa Hương dài 1.000 m. Bạn đã được trải nghiệm bao nhiêu tuyến cáp treo tại Việt Nam? Nhớ comment bên dưới nha. Xin được nói thêm một chút, cần phải lưu ý rằng tuyến cáp treo Thác Tóc Tiên Lindochai chỉ dài nhất thế giới ở hạng mục cáp treo 1 giây không dừng, nghĩa là nó chạy một mạch từ ga đầu đến ga đích và không dừng lại ở bất kỳ ga trung gian nào. Thế còn danh hiệu tuyến cáp treo 1 giây dài nhất thế giới thì thuộc về một hệ thống cáp treo đô thị có tên là Mi Teleférico ở Bolivia. Theo Wikipedia thì hệ thống này có chiều dài trên 30 km, vẫn còn đang được xây dựng và dự kiến sẽ đạt chiều dài cuối cùng khoảng 33,8 km với 11 tuyến, 30 nhà ga, trên 1.500 cabin với sức chứa tối đa 10 người mỗi cabin. Phần đông mọi người đều biết rằng Việt Nam là một quốc gia đắt đỏ để sở hữu một chiếc ô tô. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thuế nhập khẩu lên tới 63,8% từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Thuế tiêu thụ đặc biệt dao động từ 35 đến 150% giá trị xe, tùy thuộc vào dung tích xi lanh. Thuế giá trị gia tăng 10% giá trị xe và lệ phí trước bạ từ 2 đến 12%, tùy loại xe và khu vực. Để cho bạn dễ hình dung thì nếu siêu xe đắt nhất hành tinh Bugatti La Voyager Noir giá 18,9 củ khoai Mỹ được nhập về Việt Nam, số tiền mà vị chủ nhân đẹp trai hoặc xinh gái sẽ phải bỏ ra để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường phố Hà Nội sương sương rơi vào khoảng 95,172 củ khoai Mỹ, khoảng 2.150 tỏi đồng và gấp tận 5 lần giá trị ban đầu của chiếc xe. Mọi chuyện thực ra cũng không đến nỗi tệ nếu như bạn chỉ mua một chiếc xe bình dân. Một chiếc Honda Civic có giá bán tại Mỹ khoảng từ 22.000 đến 28.500 đô la Mỹ, tương đương với khoảng từ 497 đến 644 triệu đồng. Ở Việt Nam, giá Honda Civic niêm yết ở mức từ 729 đến 929 triệu đồng, đắt hơn khoảng từ 1,4 đến 1,5 lần. Hãy cùng nhìn sang một người hàng xóm trong khu vực Đông Nam Á. Để có quyền mua một chiếc ô tô, bất kể là bình dân hay sang chảnh, người dân Singapore sẽ phải bỏ ra tận 70.000 đô Singapore, khoảng 51.400 đô la Mỹ, tức là khoảng 1,16 tỷ bạc chỉ để mua một tờ giấy gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu xe, Certificate of Entitlement. Tờ giấy này cho phép bạn đăng ký, sở hữu và vận hành một chiếc xe ở Singapore trong vòng 10 năm. Nghĩa là sau 10 năm, chiếc xe sẽ bị giã thành sắt vụn trừ khi bạn bỏ ra thêm hơn tỷ bạc để làm mới tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu xe của mình. Chưa hết, thuế nhập khẩu lên tới 100% cùng nhiều loại thuế phí khác khiến những chiếc xe bình dân tại Singapore có giá ngang ngửa một chiếc xe sang tại phần còn lại của thế giới. Cụ thể hơn, một chiếc Honda Civic tại Singapore có giá niêm yết lên tới 134.000 đô la, khoảng 3 tỷ đồng. Wow. Ngay như Honda City, một mẫu xe không thể bình dân hơn, đang bán ở Việt Nam với giá từ 529 đến 599 triệu đồng, có giá từ 110.000 đến 113.000 đô la Mỹ, khoảng từ 2,48 đến 2,55 tỷ đồng ở đảo quốc xứ Tử. Với số tiền này, ở Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiếc Mercedes E-Class hoặc BMW 5 Series. Ngạc nhiên chưa? Việt Nam hiện có 6 casino, tức các sòng bạc hợp pháp, được cấp phép hoạt động bởi nhà nước, đó là Corona Resort and Casino Phú Quốc, Casino Đồ Sơn, Casino Hạ Long, Casino Hồ Tràm Strip, sòng bạc Lào Cai và Club Crown International Đà Nẵng. Thú vị ở chỗ hầu hết chúng chỉ phục vụ khách nước ngoài, đơn giản là bởi pháp luật Việt Nam về cơ bản cấm người Việt Nam tham gia các hoạt động đánh bạc mà được thua bằng tiền hoặc hiện vật. Chỉ có Corona Resort and Casino Phú Quốc là phục vụ khách Việt Nam theo một chương trình thí điểm có thời lượng 3 năm của chính phủ, bắt đầu từ ngày 19 tháng 1 năm 2019 đến hết ngày 19 tháng 1 năm 2022. Cơ mà để chui được vào Corona Resort and Casino Phú Quốc để đánh bạc, bạn phải thỏa mãn một rổ các điều kiện, bao gồm đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Phải chứng minh được thu nhập thường xuyên từ 10 củ khoai Việt mỗi tháng trở lên,
không bị bố, mẹ, vợ chồng hoặc con cái nộp đơn đề nghị casino không cho bạn chơi và phải mua vé với mức khoảng 1 triệu đồng một người cho mỗi 24 giờ chơi liên tục. Ngoài ra thì để có thể đánh bạc hợp pháp tại đây, bạn phải có một lý lịch sạch sẽ, tức là chưa từng bị khởi tố hình sự, không có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, không nghiện ma túy, không chịu các hình phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm lưu trú, không bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và không trong thời gian tạm hoãn chấp hành hình phạt tù. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới với sản lượng 6,4 triệu tấn vào năm 2020 theo số liệu của Statista.com. Tuy vậy, về mặt giá trị, gạo Việt lại khá rẻ khi chỉ thu về 1,8 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 5 thế giới sau cả Thái Lan, Pakistan và Mỹ, những nước xuất khẩu ít hơn chúng ta. Theo Statista và Grostop Exports, Việt Nam thu về 1,8 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020 từ 6,4 triệu tấn gạo. Thái Lan xuất khẩu kém chúng ta 200.000 tấn nhưng lại thu về gấp hơn 2 lần tiền, tận 3,7 tỷ đô la. Tương tự như vậy, Pakistan chỉ xuất khẩu 4 triệu tấn gạo bằng 2/3 Việt Nam nhưng thu về tận 2,1 tỷ đô la Mỹ. Mỹ thì thu về 1,9 tỷ đô la trong khi chỉ bán đi lượng gạo chưa bằng một nửa của chúng ta, khoảng 3 triệu tấn. Khó có thể nói là không cảm thấy buồn và thương cho các bác nông dân của chúng ta. Năm cũng là thứ hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng tổng sản lượng gạo với 27,1 triệu tấn được làm ra vào năm 2019-2020, sau Indonesia với 34,7 triệu tấn, Bangladesh với 35,85 triệu tấn, Ấn Độ với 118,84 triệu tấn và Trung Quốc với 146,73 triệu tấn. Và cái sự rẻ rúng của gạo có lẽ cũng đã lây sang cho cà phê khi mà chúng ta tiếp tục là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới vào năm 2019 với sản lượng 1,65 triệu tấn, chỉ sau Brazil với 2,65 triệu tấn. Tuy vậy, một lần nữa chúng ta lại đứng thứ 5 về số tiền mang về được với chỉ 2,2 tỷ đô sau Colombia, Đức, Thụy Sĩ và Brazil với lần lượt 2,36, 2,41, 2,5 và 4,58 tỷ Biden. Việt Nam sở hữu một trong những mỏ Wolfram hay Tungsten lớn nhất thế giới, nếu không muốn nói là lớn nhất thế giới. Mỏ núi pháo ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với trữ lượng khoảng 66 triệu tấn, theo ước tính của miningglobal.com. Tại Việt Nam, đến tận ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia 2019 mới có hiệu lực, trong đó cấm người chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia, đồng thời cấm bán, cung cấp, khuyến mại rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi. Còn theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP thì từ ngày 15 tháng 11 năm 2020, bố mẹ mà không giáo dục, không giám sát, không nhắc nhở và để con cái chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia có thể bị phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Con cái đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu bia có thể bị phạt từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Người bán rượu bia cho người chưa đủ 18 tuổi có thể bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Ngoài ra thì ép buộc người khác uống rượu bia cũng có thể bị phạt tới 3 triệu đồng. Thiết nghĩ những điều luật này nếu được thực hiện nghiêm thì ngân sách nhà nước cứ phải gọi là lúc nào cũng trong trạng thái tràn phè. Các bạn vừa xem xong video Việt Nam và những sự thật chắc gì bạn đã biết, phần 1 được thực hiện bởi VFX. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn có bất ngờ tí nào không? Nếu thích video này, nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để được thông báo khi có phần hay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!